càng cua Tên khác dây sữa ẩn lân Bộ phận dùng Toàn cây thu hái quanh năm Công dụng Cây càng cua rất độc Có thể gây chết người Nhân dân dùng lá tươi băm nhỏ Lấy nhựa bôi chữa nhọt mổ Ở Trung Quốc Người ta dùng toàn cây trị đòn ngã chấn thương Mụn nhọt, sưng lở Và lấy nhựa cây bôi chữa vết thương do gai đâm Ở Nepal Nhân dân bôi nhựa mụ của cây Để trị đau lưng càng cua tên khác dây sữa ẩn lân bộ phận dùng toàn cây thu hái quanh năm công dụng cây càng cua rất độc có thể gây chết người nhân dân dùng lá tươi băm nhỏ lấy nhựa bôi chữa nhọt mổ ở trung quốc người ta dùng toàn cây trị đòn ngã chấn thương mụn nhọt sưng lở và lấy nhựa cây bôi chữa vết thương do gai đâm ở nepal nhân dân bôi nhựa mụ của cây để trị đau lưng Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên Facebook, Zalo cho nhiều người cùng biết. Để tiếp tục xem, các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác.